chị quay bên kia mà dung lượng phép. Ở dưới chúng ta luôn chuẩn bị cái tư thế để bước lên trên nha các bạn. Mình đi nhanh chân lên ha. Đây là chương trình học bổng. Nó không rõ cho lắm nhưng mà chỉ là mình sẽ có thể nói nhau nha.